Thiên An lên tiếng xác nhận có con với dắt, tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ. Thiên An, người được nhắc đến trong vụ bê bối tình ái của dắt cho biết, giữa cô và nam ca sĩ có mối quan hệ yêu thương suốt 2 năm. Trưa mùng 8 tháng 8, sau gần một ngày nổ ra thông tin ca sĩ dắt bị bạn gái tên Tê. Về tôi bắt cái nhiều tay và có con với nữ chính đống chung em di sống gió, Thiên An, mới đây người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, Thiên An cho biết, giữa cô và nam ca sĩ có mối quan hệ yêu thương suốt 2 năm, được gia đình hai bên chấp thuận đồng thời thiên an cũng xác nhận chuyện có con dễ dắt và cô muốn lên tiếng để bảo vệ con gái của mình mặt khác thiên an cũng bày tỏ nỗi thất vọng và hụt hẫng khi chọn yêu sai người và bị lừa dối tình cảm suốt nhiều năm qua nguyên nhân bài chia sẻ của thiên an từ tối hôm qua đến nay an suy nghĩ rất nhiều trước tiên an xin lỗi mọi người xin lỗi những người yêu thương an đã phải chờ đợi sự im lặng của mình trong một thời gian khá dài chắc đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng an lên tiếng trước hết là bảo vệ chính mình và sau bảo vệ sự thật cho con của mình vì hôm qua giờ có những bình luận khiếm giả và nhắm vào mục đích công kích mình và con mình, xuyên tạc những thông tin sai lệch, là một người mẹ, mình sẽ bảo vệ con đến cùng. Mình sẽ lên tiếng như cách mọi người mong muốn và mong mọi người hãy tôn trọng mình và những gì mình sắp giải bày. Trong hai năm qua, nhiều người luôn đặt cho anh câu hỏi, tại sao không hoạt động trở lại, tại sao im lặng giữa những scandal, và nhiều câu hỏi tại sao. Thực ra mình im lặng ở đây để bảo vệ người mình thương, mình chọn việc chấp nhận cho mọi người hiểu lầm còn hơn mình lên tiếng cho mọi thứ kéo dài và mệt mỏi. Nhưng có lẽ những gì mình làm đã không còn ý nghĩa nữa mình và anh nhất trịnh trần phương tuấn quen nhau đến đây là hơn 2 năm rồi tụi mình quen nhau cả hai gia đình đều biết chấp nhận cho chúng mình quen nhau ngay cả bạn bè hai bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau tụi mình có một bé gái xinh xắn chào đời vào mùng 1 tháng 4 năm 2021. nhưng trong quá trình yêu nhau mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sanh xôn tên ở nhà được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 và những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn khi hơn một năm qua mình bị lừa dối và bị xem thường đến thế. Nếu như các bạn cái kia không liên hệ, thì mình vẫn còn mong rằng tương lai mình và anh sẽ quay lại và cùng nhau chăm sóc con gái đầu lòng của chúng mình. Thật ra những cô cái kia cũng như mình, cũng không biết mình bị lừa dối, cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ các bạn ấy thì không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ. Mình đâu vì mình chọn nhầm người đau hơn là đã khiến con mình trở thành một đứa bé không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu cho đến lúc lọt lòng mình có lẽ sẽ không bất ngờ nếu như anh quen một người khác khi mình và anh đã chấm dứt nhưng không là trong thời gian tụi mình bên nhau là trong lúc mình mang nặng để đau là lúc mình thực sự cần người chồng bên cạnh nhất mình tôn trọng sự riêng tư của anh nên mình ít khi động đến điện thoại anh từ lúc biết tin mang thai tất cả mọi thứ mình đều làm một mình từ khám thai đi làm cho đến việc đi sanh con cũng vậy mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình, nhưng anh lại dành thời gian cho hai đến ba cô gái khác thì được. May mắn rằng ông trời cũng còn thương cho cuộc đời của mình khi mình biết chuyện anh ngoại tình thì mình đã sanh con được 4 tháng rồi. Nếu trong thời gian mang thai mình phát hiện ra, chắc mình sốc đến chết mất. 4 tháng qua phải chia anh gọi điện thoại hay chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm con thôi, nó cũng khiến mình vui rồi. Mình cố gắng vui vẻ để tinh thần không tiêu cực, mình sợ sẽ rơi vào trầm cảm sau sinh vì cứ mãi suy nghĩ. Bình tính sẽ đợi em bé lớn hơn một tí mình cũng phải sẽ công khai bé với mọi người. Mình không hề có ý định giấu ai chuyện gì cả. Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con. Nhưng mình buồn và cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần một người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau, dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa. Những ngu ơi phụ nữ nào đang làm mẹ chắc hẳn cũng biết một mình chăm con sẽ vất vả dạ thế nào, trầm cảm sâu sinh kinh khủng tra sau mình đã cố gắng giữ hình ảnh ba trong mắt Sôn là một người đàn ông tốt, nhưng xin lỗi mình đã cố hết sức rồi, những việc anh làm mình thật đau lòng và hụt hẫng. Qua câu chuyện này mọi ngu ơi hãy thức tỉnh, đừng để mình trở thành một nạn nhân tiếp theo trong một câu chuyện dài chẳng có hồi kết này. Dù có ra sao, việc sai cũng do người lớn mà ra, đứa bé vô tội. Mình xin mọi người nếu không thích mình có thể làm gì mình cũng được, nhưng Sôn đối với mình là thứ duy nhất mình có được sau tất cả những tổn thương. Mình mong rằng mọi người sẽ chào đón xôn như bao đứa trẻ bình thường khác, vì Xôn thiệt thòi nhiều rồi và mình mong mọi người hãy tôn trọng cái tên mình đặt cho sôm yên đang vì nó là một cái tên mình đã nâng điêu và yêu thương biết bao mình hy vọng mọi việc sẽ nhanh kết thúc trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho hai mẹ con mình mình chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người qua thông tin thiên an chia sẻ nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về nam ca sĩ giác khi anh lừa dối nhiều cô gái trong chuyện tình cảm hiện câu chuyện này vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận người hâm mộ đang chờ câu trả lời từ giác cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất